Người từ Tây Trúc về đây ai đón một lần, người từ Tây Trúc về đây thơm ngát thiền hương, người đến Phương Đồng ngoại mặt nhân gian suốt 9 năm dài. Giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền, có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu một sớm nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian, rồi thoát tư sinh thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuệ dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt quần sinh. Để đạt ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng sáng làn, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa, tình chúng vời vợi người về Kính chào đại chúng, kính mời cùng niệm Phật. Let us pay respect to the Buddha. Let us pay homage to the Buddha. Home to Buddha Sakyamuni, our original teacher. Home to Buddha Sakyamuni, our original teacher. Homage to Buddha Sakyamuni, our original teacher. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta ôn lại phần hội thứ 5 trong phần 1, phần mở đầu. Thì nói về cái chủ đề chính là Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Đó là phần 1. Today we are going to review chapter 5. And we are going to introduce part 1 in the introduction. We are talking about the topic, the Buddha is within our house.
There's no need to look for him far away. Và đến phần kế tiếp, phần thứ hai, bố cục của cái bài phú này là sẽ giải thích cái chủ đề, giải thích cái điều quan trọng, trọng yếu của bài phú. Là phần thứ hai. And next we're going to deal with part two, which includes the explanations of the core point of the lesson we learned today. Vì quên gốc nên ta tìm Phật. Giác ngộ rồi, Phật chính là ta. So part two here we are talking about because we forget our roots. Then we do not know where the Buddha is, but once we are awakened, we realize that we ourselves are Buddhas. Trong cuộc sống, dù là tu sĩ, cũng hầu như chúng ta quên gốc. Vì chúng ta vẫn còn mê lầm, vẫn còn tạo nghiệp, vẫn còn sanh tử luân hồi. So all of us, including monastics, often commit this mistake. That is, we forget our roots. We still live in delusion. And we create karma. We create karma and we come into the cycle of samsara. Chỉ trừ những người có đầy đủ phước duyên, dù là tu sĩ hay cư sĩ, Phật tử, có được thầy tổ chỉ dạy, và quan trọng nhất là mình phải chân thật tu hành. Only those who have the auspicious conditions to have teachers and patriarchs to help them, to guide them, and most essentially, we ourselves, these people themselves, must be truly sincere and diligent in their practice. Chỉ những người như thế mới có thể không quên gốc, hằng sống với chân tâm với ông chủ. Only those will not forget their roots, but live with their true mind and aware of their owners all the time. Chúng tôi nhắc nhở cái điều quan trọng này để chúng ta đừng coi thường. Hằng ngày có khi bây giờ mình vẫn chạy theo ngọn, chạy theo cảnh, chạy theo vọng tâm. So here I want to remind you that do not take it lightly, but be very, very cautious. We should not follow external objects. Do not follow illusions or illusory mind. Và khi đó, có một điều nguy hiểm là mình không biết là mình đang quên gốc. Mình không biết là Phật đã không còn. Phật đã bị che khuất. Cho nên rất quan trọng để bắt đầu chúng ta phải thực hành một cách nghiêm túc, một cách rất là trân trọng để sống với cái gốc của mình, sống với chân tâm của mình. There is a danger. That is, we are not aware that we are forgetting our roots. We don't know that we are forgetting our roots. And therefore, the Buddha within us is hidden, is covered up. So it is very important for us to practice to live with our roots, our true mind. Cho nên qua phần thứ hai giải thích cái chủ đề Phật ở trong nhà, thì chúng ta được dạy rằng vì quên gốc nên mới tìm Phật. Tôi cho rằng cái chữ tìm Phật đó cũng là một người đáng trân trọng. Có khi mình không tìm Phật, mình vẫn chạy theo vọng.
So the second part explains carefully that we forget about our roots and then we look for the Buddha. But we have to be very careful and we must practice solemnly, very seriously, that the Buddha is within us. And we must live with our true mind so the Buddha is not covered, not hidden. Vậy hôm nay đúng theo trình độ của đa số đại chúng, chúng ta nhấn mạnh chỗ tìm Phật là gì? Mà giác ngộ rồi Phật chính là ta. Để chúng ta đặt vấn đề thứ hai quan trọng hơn là chúng ta giác ngộ chưa? Và Phật là ta, ta có là Phật chưa? Đó là những vấn đề không phải là ngôn ngữ mà đầy trân trọng, đầy trăn trở và đầy chân thành. Then today we are talking about the level of most of us. What does it mean to look for the Buddha? And what is the meaning of when we are awakened, we realize that we ourselves are Buddhas. Therefore, are we awakened? Is the Buddha ourselves? Are we Buddhas? This is not only language. We are not talking about the language here, but have to think very deeply with full of serenity, full of urgency about this matter. We are Buddhas. How does that work? Thưa đại chúng, khi nào chúng ta cần phải tìm Phật? Giờ này là một bài mới bổ sung những cái hiểu tổng quát. Bây giờ đi vào chi tiết để hành trì. When do we find the Buddha within us? When do we realize that we are the Buddhas? The Buddha is within us. So we talked generally before, but right now we are going to deal with details. We must know details very carefully, very correctly, so that we can put these understanding into practice. Dấu hiệu nào mà chúng ta cần phải tìm Phật tức khắc? Phải đặt vấn đề tìm Phật là quan trọng. So what signs shows us looking for the Buddha? We have to look for the Buddha immediately, instantly. And why it is important to do so? Mô Phật, kính thưa sư phụ, thì thường thường người ta thấy bệnh hay già hay sắp chết, người ta phải lật đật phải kiếm liền. Kiếm Phật để làm gì? Để gia hộ, dắt ra khỏi sanh tử để giải thoát. Dear honored master, when people looking for the Buddha, that is when they facing with sickness, old or dead. Nói dịch luôn cái phần của thằng kính luôn của thằng Tâm. Mà tìm Phật vào lúc đó là để Phật nhận một cái service, một cái bảo hiểm cuối cùng là đưa mình ra khỏi luân hồi sanh tử để về tới cõi Phật á. Phật làm kịp không? Phật làm thì kịp mà mình thì theo không kịp. So many people look for the Buddha only when they face with difficulties in life such as sickness and death. But that is we expect the Buddha to receive a service, to do a service for us. Actually, we hope the Buddha will take us out of samsara, but we must realize that it is very urgent to look for the Buddha not only in times of adversity, of difficulties. Vậy mời đại chúng phát biểu, bây giờ mình nên tìm Phật vào lúc nào? Hay bây giờ mình hết tìm Phật rồi, tại mình là Phật rồi? So, please speak up your opinion. When do we look for the Buddha? At what time do we look for the Buddha? Or do you think that you are Buddhas already and there's no need to look for the Buddha? Dạ, đối với con thì bây giờ là con biết là
À, con tìm Phật là khi con bị đi lạc đường. Lúc nào lạc đường? Dạ, lúc con bắt đầu khởi niệm là nhanh nhất. Con thấy đối với cá nhân con thì vậy, chứ không cả, con biết các bạn khác là sao. Thì nói mình thôi. Dạ, for me, now, because learning Dharma from Vô U, so now I know that I need to find my Buddha when I get lost. And the master asked me, so when you get lost, my answer is when I have a thought arise. It's a fast way to my personal case. Mời vị khác. Thánh Trơn cần tìm Phật không? Mô Phật Thế Sư Phụ. Dạ, tức Mô Phật Thế Sư Phụ. Dạ, con cần thực hành để mà con có thể. Lúc nào? Dạ, bây giờ. Chưa chân thật. Dĩ nhiên là bây giờ, nhưng mà lúc nào mà con thấy là con phải, một là bây giờ lúc nào cũng thực hành, hai là lúc nào mà coi như đã quá lầm to rồi, quá sai rồi. Dạ, con thấy con sai khi con không có vui. English. Dearest Master, I see that my practice is wrong when I pull a long face. À, khi không vui là cái chuyện gì xảy ra? Con đang không phải là Phật. Nghĩa là sao? Con nghĩa là con đang mê. Đây là cái mà đào sâu cái mê của mình để giúp mình. Mà quý vị không nói thì chúng tôi không thể ban tặng, vì nó sẽ không có lợi ích. Chính mình phải thấy. Mình bệnh, bác sĩ đưa thuốc mình mới uống. Còn mình đến, bác sĩ dù có đưa thuốc mình cũng vất qua một bên. Lời khuyên sẽ không ứng dụng được. Đó là lý do chúng tôi chờ quý vị phát biểu. Quý vị càng thấy rõ vô minh của mình thì mình mới cần ra khỏi cái vô minh đó để được an lạc giải thoát. Còn mình không thấy gì cả thì không thể giúp. Here we need to dig down deep into our ignorance, dig down deep into our illusions. We ourselves must know that we are at the moment ignorant, in delusion. So we have to recognize this state of mind in us, so that we can get help. It's just like a doctor giving the medication. We must know when to take the medication. So when we see our ignorance, we must recognize this and learn how to get out of the cycle of ignorance upon ignorance. Tôi cho rằng coi chừng Khánh Trơn cũng như một số huynh đệ đang nằm trong cảnh giới vô minh, và chỉ chờ cái gì đến vừa ý với mình cười, mình dễ thương. Không vừa ý với mình sân si, mình phản đối. Thì cảnh giới của quý vị đang an trú là vô minh 100%. Coi chừng. Vì nếu chúng ta là người dụng công, dù là chưa thành công, cũng không bao giờ cho mình ở trạng thái vô minh. Quý vị cẩn thận điều đó. Trạng thái vô minh nó tệ hơn người chưa biết tu. Người chưa biết tu, chưa vào vô minh, vẫn nỗ lực tiến tu. Đó, chúng tôi nhận định như vậy để nhắc nhở đại chúng. Nếu chúng ta tập tu, cảnh đến chúng ta chưa vô minh liền, cho nên chúng ta chưa lựa chọn liền. Nếu lựa chọn thì cần phải chấn chỉnh ngay, chứ không thể cứ tiếp tục như thế. So we have to recognize the state of our mind when we enter into ignorance. When we are pleased with the
with the phenomena, we are happy. When we are not pleased, then we get angry, we become ignorant. This is so, so bad. This is true ignorance, 100% ignorant. So when we need to learn correct practice, and when we are not yet successful, we still try so that we do not get back into the state of ignorance. And this is dangerous because we can go backward, we can regress, and we are worse than those who even do not yet start to practice. So when we are practicing and we are not yet at the verge of ignorance, we know that we should not make choices. We have to keep our mind clear and avoid duality. Mời nếu tự Hoa Khai muốn phát biểu. Dạ mô Phật, khi con sống ở trong cái tâm tĩnh lặng thì con biết đó là con đang ở trong cái tâm Phật chứ không có chạy đi đâu, không có tìm ở ngoài. Và khi mà con biết cái tâm con dễ động, đó là con biết mình đã đi vào cái chỗ vô minh. Thì cái đó mình lập tức mình nhận ra ngay và mình quay trở lại, mình sống với cái tâm Phật của mình, không có tìm ở ngoài ạ, thưa Thầy, mô Phật. Dear Master, I found myself that when I'm living in the calm and state of mind of calm and clear and tranquil, that is, I know right away, it is, I live in the Buddha mind. However, once I know that my mind is arise with some disruption, then I know that I'm falling into the state of ignorance. And so immediately, once I realize that, then once I know that I'm back into the quiet state. So that's the way I practice. Dear Master. Cho nên hôm nay nếu mình là người đã phát tâm tu hành mà còn phiền não là còn rất tệ, vì nó đang là lục thô đến giai đoạn cuối cùng. Phiền não là lục thô vô minh, nó đã qua 6 bước tạo nghiệp và 2 bước căn bản nữa, 3 bước căn bản nữa, là nó giai đoạn thứ 9 rồi của vô minh. Qua 9 bước, 3 bước của tam tế và 6 bước của lục thô đều là vô minh. Cho nên không thể chấp nhận. Chứ không phải mình giữ cái mặt phiền não cho thật là lâu là người đó ngu, vô minh, lại nuôi dưỡng, không biết buông ra ngay. Mình một cái gì xấu xí mình phải bỏ xuống ngay. Thì chúng tôi xin trình bày như vậy để đại chúng phải thấy những cái gì mà giờ này đẳng cấp chúng ta không thể chấp nhận như vậy. Giống như chúng tôi cũng không thể thể hiện cái sân si ra. Nếu có, buông ngay xuống, dù bất cứ lý do gì. If we are serious in our practice, we have to let go of all afflictions. We have to transform, to transcend the six gross and the 3 subtle levels of mind. If our face shows our anger, our afflictions, we need to let go immediately. At this level of practice, we have to let go, we have to eradicate our anger, our greed immediately and watch our mind all the time. Cho nên giờ này xin tóm tắt để kết thúc cái đoạn này là nếu chúng ta còn sống với bản ngã, còn lựa chọn để vui buồn, tham, sân, thì mình còn xa Phật lắm.
Đó là một vấn đề. So here in view, we have to realize that if we still live with our ego, we are still happy, unhappy, angry according to the phenomena that we come into contact with, then the Buddha is still far away from us. And this is a serious matter. Chúng ta cần phải qua một cái trạng thái tĩnh lặng của chân tâm, chính là Phật. We need to understand that the tranquil state of mind, a mind of tranquility, calmness, joyfulness, and that is the state of true mind. That is the true essence of the Buddha. Chỗ này không phải còn hiểu nữa, mà thể nhập hằng sống với chỗ đó. Tĩnh, lặng. So here it is not only the understanding, but it is the matter of real practice, which is living with a state of mind which is serene and tranquility. Và chỗ tĩnh lặng này không có bản ngã, cho nên vừa khởi một niệm dính cảnh, mình liền biết bắt đầu vô minh, cho nên mình dừng lại ngay. Lời của sư ông dạy chính là mình phải biết vọng và mình không theo, vì đi theo là đi vào luân hồi sanh tử, mất Phật. So we have to keep our mind serene and tranquil, and we have to let go of our ego all the time. When we face with an external object and we become angry, we become stirred, and our mind is losing the tranquility, we have to stop immediately. We should remember all the time the teachings of our Grand Master. Recognizing illusions, we don't follow them. If we follow them, we go into samsara and we are far away from the Buddha. Chúng ta nhớ hai câu của Tú Tài Trương Chuyết. Một niệm không sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây che. We have to remember two lines, a gatha by a patriarch. One thought arises, one thought not arising, all appears. Six senses stirred up. Our mind is covered with clouds. Và bị mây che là mây vô minh che cái Phật tánh chân tâm của mình. And our mind is covered with clouds. What kind of clouds? It is the clouds of ignorance. And these clouds cover our true mind. Còn một niệm không sanh toàn thể hiện có nghĩa là ông Phật của mình, chân tâm của mình hiển lộ hoàn toàn, dù mình đang ngắm cây đào, chân tâm cũng hiển lộ, mình đang nghe tiếng mưa rơi, chân tâm cũng hiển lộ trọn vẹn. Và trong sinh hoạt, mình nghe huynh đệ mình nói, chân tâm hiển lộ trọn vẹn. So here, our true mind, our Buddha nature manifests completely. When no thoughts arises, and this happens when you look at the peach blossoms, when you listen to the sounds of the rain, the true mind, the Buddha nature is manifested completely. Cho nên tới đây chúng tôi nhắc lại
với người mà phát tâm tìm Phật, người đó cũng rất đáng trân trọng. Vì đó là một niệm quay đầu để tìm về chỗ giác ngộ. So here I want to remind you that for those who are trying to find the Buddha, it's good because here we are turning our head back. We are turning back in order to find the Buddha within us. We are trying to turn around in order to find awakening. Những huynh đệ nào mặc dễ sụ khi bị chỉ lỗi và vui khi người ta khen, dù là khen một cách giả dối, khen một cách lịch sự, thì những người đó tôi nghĩ rằng nên tìm Phật đi. Đừng chạy theo cảnh, đừng sống trong sanh tử luân hồi. So for those who commit a mistake and is warned, and they pull a long face, they look very upset. And those who hear a praise and show a lot of happiness, well, I tell you that these people should stop right there. Look for the Buddha. Look for the Buddha. Do not follow external objects, because that way we are going deeper and deeper into the state of samsara. Vấn đề tìm Phật này chúng ta cũng cần hiểu cho rõ. Thứ nhất, mình tìm Phật bên ngoài và mong Phật, Phật Di Đà, Đức Phật Bổn Sư, cộng thêm chư vị Bồ Tát, Mẹ Hiền Quan Âm chẳng hạn, cứu khổ cho mình. Mà mình giao phó quý ngài phải làm tròn bổn phận đó với mình, thì đó là một sự hiểu sai. Mình nương tựa để mình nhớ lời quý ngài chỉ dạy để thực hành. Hãy buông đi, vô ngã, vô niệm đi, từ bi hỷ xả đi, thì sẽ được an lạc. Thì cái nương tựa đó mới có giá trị. Còn nương tựa để trông cậy hoàn toàn thì đó là một tà kiến. So here we need to understand why do we look for the Buddha? First of all, if we look for the Buddha outside of us, we look for the Buddha, we rely on Amitabha Buddha, Buddha Sakyamuni, or Avalokitesvara, which is the Buddha of compassion, Bodhisattva of compassion, and we rely on them for them to take us out of samsara, then this is so wrong. We must rely on ourselves. We must develop non-self, no ego, compassion, joyfulness, equanimity. Then we will find peace and happiness. And if we just look upon the Buddhas, both the Bodhisattvas outside of us to help us, that is completely wrong view. Chúng tôi chợt nhớ một câu chuyện vui á. Có người cầu Phật cứu, coi như giải thoát. Khi Phật hiện ra, bảo hãy buông tất cả để được giải thoát. Thì người đó như thế nào? Con buông không được. Con buông không được. Tình thương, ái nhiễm, sân si, phiền muộn, tài sản có sẵn, vợ hiền, con ngoan. Con buông không được. Giải thoát được không? Phật đến cứu, mình cũng không giải thoát. Vì mình vẫn không buông. Mình chấp chặt một cách vô minh. There is a good story, a hilarious story about one who asked the Buddha to save himself. And the Buddha asked, can you let go? Can you learn to let go? Can you learn to renounce in order to be awakened? And the man said, I cannot let go. I have love, I have afflictions, I have a beautiful wife, good children.
How can I let go of them? Well, if we cannot let go, we cannot renounce all these phenomena, then we can never become awakened. And we close in to the attachment. We can never reach attachment. We can never reach awakening. Buông xả hết tất cả trong bài kinh Bát Nhã là đoạn nào? What part in the Ultimate Wisdom Heart Sutra talks about renunciation, about letting go? Dạ, theo con hiểu thì là cái câu cuối á. Nhiều đoạn cuối lắm, nói câu dạ, cuối là câu cuối là yết đề, yết đề, ba la yết đề. English. For my understanding, it's the last sentence. Gone to the shores, something like that. Yết đề, yết đề. English, please. Some more Phật. Gone, 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 gone beyond. Yes. Chúng tôi muốn gone, 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 gone beyond. Gone completely beyond. Oh, what an awakening. Oh, ultimate nirvana. Chúng tôi trong thời gian này, quý vị thấy chúng tôi thường nhắc đoạn này. Đoạn này là một công án, một công phu của Thiền Viện Vô U. Trong năm 21 tuổi, chúng ta phải thành tựu chỗ này. Gone, gone có nghĩa là vượt qua, qua đi, buông đi. Có buông thì mới vượt qua được. Là yết đế. So here I want to remind. Here I want to remind to all that is, this is a koan that we here at Vô U Zen Center have been working very hard and to commemorate the 21st anniversary of establishment of Vô U Zen Center. Gone, gone, this means letting go, renounce, renounce. Và khi buông một cách dễ dàng chính là sự quán chiếu Bát Nhã, thấy các pháp là duyên hợp không thật, phải thấy được điều đó. We have to see that when we let go, that means that we recognize that all phenomena are a congregation of conditions. So it's just a combination of conditions. They are not real. When they have conditions, they combine all, but they are not real. Vậy chúng tôi muốn giúp Khánh Chơn. Cái mặt hay sụ, dĩ nhiên cái lúc đó là đang khen hay là đang phê bình khuyết điểm của Khánh Chơn. Đang phê bình khuyết điểm mà ở tại thiền viện sẽ phê bình đúng hay phê bình một cách vô minh. Dĩ nhiên là phải đúng những gì đang diễn tiến. Vậy cái mặt mình sụ, con sẽ giữ cái mặt đó như một vũ khí để con sống, hay con sẽ buông? Dạ con sẽ buông. Mời cô Hằng Tâm giúp phần đầu trước, trước khi con phải trình bày hơn vì sao con buông. So here, when we receive a praise or a criticism, mainly with the criticism, we pull a long face. We show anger, unhappiness on our face. Well, here in Vô U Zen Center, we try to help by pointing out our weaknesses. And we try to do this in a very correct way in order to help. So when we keep an angry face, an unhappy face, as a piece of weapon, this is what we need to let go.
Only when we let go of this can we find our true mind, our mind of tranquility, our Buddha nature. Dạ con sẽ buông. Lý do? Tại vì cái đó là vô minh. Vô minh ngoài ra sư phụ đang nói bát nhã, có nghĩa là con phải thấy được con mới buông con được. Con chấp thật. Chấp thật cái gì? Dạ bản ngã. Bản ngã là thật. English đi, theo trình độ của con. Dearest master, I need to let go because if I pull a long face, that means I think the ego is real. Ở đây chúng tôi chân thành cùng đại chúng phân tích vấn đề này. Nó thường xảy ra trong cuộc sống là vì chúng ta cũng rất dễ có cảm thọ vui buồn, giận hờn cho đến hành động phản ứng mà chúng ta không biết nó đang nằm trong cái con đường của sanh tử của vô minh. Và con đường này đang là che mất Phật của mình. Chúng ta phải ý thức rõ cái điều này thì chúng ta mới không bám, không giữ, mà mình sẽ sẵn sàng let go, vượt qua. Giống như cái câu con thường phát biểu mà sư cũng sợ rằng con chưa hiểu. Yết đế là let go, là vượt qua, buông đi. Chứ yết đế không phải là một cái thần chú từ Phật gia hộ cho mình, mà trong đó có sự thực hành của chính mình. Buông. So here we have to analyze very sincerely, because very often what we are talking about happens in our life all the time. We're happy, we're unhappy, and then we have reactions. So this is the path of ignorance, it is the path of samsara. And if we live in this way, we lose the Buddha within us. We covered up, we hide the Buddha within us. Therefore, we have to practice let go. We have to practice letting go. This is part of the mantra. Gone, gone means let go, let go, let go. And we do not ask for the Buddha to save us. We must understand that we learn to let go so that we can save ourselves. Và có một điều cũng rất lý thú mà đôi khi chúng ta vẫn không để ý. Câu thơ của thiền sư Mãn Giác là: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Câu đó nhắc chúng ta cái gì? Khi let go. There is an interesting issue that we sometimes do not pay attention to. So let us review a poem by Grandmaster Mãn Giác. Do not say that spring is gone and all the flowers withered. Last night, front yard, a branch of apricot blossoms. So what does our master remind us? What happens once we let go? Mô Phật, kính bạch sư phụ, con nghĩ cái đó thì giống như letting mọi thứ, cho mọi thứ nó đi hết, nhưng mà vẫn còn đó là một cái chân tâm của mình. Dear Honor Master, we letting go everything, but it's still the true mind there. Đây là một điều cần lưu ý. Khi mà mình thấy các pháp không thật và mình không dính mắc thì phải là còn đó, chân tâm hiện tiền.
Phật của mình hiển lộ. Và chính điều đó chúng tôi muốn nhìn trên mặt của đại chúng để xem quý vị đạt đến trình độ đó chưa. Và tôi biết quý vị đã tu tiến tới đâu để chúng tôi giúp. So here, once we let go, we must understand that phenomena are unreal, but our true mind is there. Our true mind is eternally present within us. We must let this true mind manifest because that is our Buddha. And your face shows what kind of level of practice you are in. Have you improved in your practice? I notice all of this on your face, and I'm willing to help lead you on the path of improvement in order to really let go and recognize your true mind. Let your true mind manifest. Vậy bây giờ xin lỗi, vẫn xin mượn tạm thí dụ của Khánh Trơn. Chúng tôi không hề dùng một người nào để làm người đó đau khổ, mà là bác sĩ dùng một bệnh án để nghiên cứu, để học tập. Và chính bệnh nhân đó nếu được cũng sẽ hết bệnh. Chúng tôi mời Khánh Trơn phát biểu. Trường hợp của con giả sử đang nêu cái mặt hay nhăn hay sụ thì ứng dụng đoạn này phải như thế nào? Mà chúng tôi nhìn như vậy để biết con có tiến tu hay không. Từ một tôi sẽ biết tất cả của con. So here I'm going to borrow, I'm going to use an example of Khánh Trơn, one of the students here. This is just like a doctor trying to help a patient. And so when we pull a long face, we show our anger, how should we put our practice into real situations? We know this and we all see this so that we help the patient and the patient will be able to help himself, herself to get out of that situation. Vậy qua cái mặt của con mà nếu để tu thì nó phải được thể hiện như thế nào mà tôi biết con tu đã đến nơi. So how do you know, how do I know that you have reached a higher level of practice when observing your face? Khi mà con được chỉ dạy con không sụ mặt. Mà không chịu sụ mặt rồi đến trạng thái nào nữa? Dạ tĩnh lặng. Tĩnh lặng và gương mặt lúc đó của mình như thế nào? Dạ gương mặt của Phật. Gương mặt của mình sẽ học một gương mặt bình thản, an lạc, giải thoát như Phật. Đó là mình tu theo hình tướng á. Chứ quan trọng là cái tâm mình phải là tâm Phật. Tĩnh lặng. Và đó là lý tưởng nếu mình muốn tiến tu. Còn không muốn tiến tu thì cứ như thế đi, từ đời này qua đời khác cứ như thế, phải luân hồi sanh tử thôi, phải khổ đau thôi. Dearest Master, I have so when we do not show our indignance through our face, we know that we have to let go of that face immediately and return to the state of mind which is tranquil and serene. Our tranquil and serene face will show that this is the face of the Buddha, but that is only the outside line, the outside sign. We have to think of deep down into our mind. Our mind must be the mind of the Buddha, which is tranquil and serene and joyful. So the ideal is practice to maintain the mind of the Buddha, tranquil, joyful. If we do not practice this,
we will continue to go into the cycle of samsara, life after life, suffering after suffering. Dearest Master, I have made improvement when I do not pull a long face when you are teaching me, and my face will be like the Buddha. Try. Nhưng mà không phải cái mặt đâu, chủ yếu là cái tâm. Tâm mình trở thành tĩnh, lặng, sáng suốt. À, còn phải thêm, bệnh nhân này phải thêm chữ sáng suốt nữa. Tĩnh lặng, mê luôn, vô ký luôn, không sáng suốt. So here we're not talking about the face as an outside sign. We are talking more of deeper inside us, the mind, the true mind, the mind of a Buddha, which is tranquil and serene and luminous. We have to be to find a mind which is luminous and tranquil. Trong buổi học này, chúng ta đang phân tích các pháp đều duyên hợp tánh không theo tinh thần của Kinh Bát Nhã. So here we are dealing with this lesson of the conditions that come together to bring about phenomena. We are talking about the essence of emptiness. It is the essence, the ideal of the ultimate wisdom. Chúng ta phân tích trước nhất là năm uẩn đều không. Năm uẩn gồm có sắc thân này là đều duyên hợp. Thọ là cảm thọ vui buồn. Của mình là không thật thì mình đâu có buồn hoài được. Mình đâu có giận được. Rồi tưởng là không có nhớ quá khứ vị lai gì cả. Cho đến hành là những niệm sanh diệt trong tâm của mình. Đang không những ngồi thiền mới có mà trong sinh hoạt nó vẫn đang sanh khởi. Cho đến thức phân biệt. Chúng ta sống với chân thức mà không sống với vọng thức. Thì đó là chúng ta thấy được năm uẩn đều không. Phải thực hành và phải biết mình đang kẹt uẩn nào. Để mà thấy nó là không. Để trở về trạng thái chân tâm Phật tánh hiện tiền. So here we analyze the five aggregates, and you must know that all of them are empty. The five aggregates are all empty. All five aggregates, feelings when we are, you know, when we're happy, we're unhappy, or when we remember calling back this and that, or when the thoughts arise and we create duality. All of these are based on emptiness. They are all empty so that we can return to our true mind. We must know where we are stuck, which aggregate is bringing the stickiness. We are stuck where? So we realize that and we make correction so that we can return to our true mind and we recognize that the Buddha within us is present. Always. Khi chúng ta dính mắc, chúng ta cần bổ sung ngay tức khắc. Duyên hợp, chúng ta thấy được cái pháp mình đang dính mắc là do duyên. Cái gì nó hợp với cái gì để có sự dính mắc vui buồn của chính mình, chúng ta phải nhìn cho ra. We have to see very clearly. We have to know that all conditions are empty and they just combine in order to create phenomena. They are unreal, they are empty, and we should not attach to them. And we become happy or unhappy, and that is very incorrect. We must realize this is wrong, and we must find out the root of this problem to solve the problem. Và khi đã thấy các pháp duyên hợp không thật thì mình sẽ đạt đến cái trạng thái
gọi là cái chỗ mà nothing to attend, tức là không có chỗ được. Không có chỗ được, mà khi không có chỗ được rồi thì đồng thời chúng ta bắt đầu đạt được những cảnh giới tuyệt vời mà hầu như chúng ta lại không quan tâm. Giờ này trình độ của chúng ta phải thấy các pháp duyên hợp không thật, cho nên không dính mắc. Trình độ đang có của mình cần phải đạt được. So when we see that all conditions are unreal, we must know that we overcome all these unreal conditions in order to know that there is nothing to attain. When we know that there is nothing to attain, we come into a wonderful realm. This wonderful realm then bring us true happiness, the happiness of non-attachment. And this is a wonderful realm that we should reach and maintain. Có dính mắc là mình đang kẹt, chấp nó có thật. So when we become attached to phenomena, that means that we see them as real. Và khi nó duyên hợp không thật, thì duyên hợp không thật là căn bản, thì mình bước qua giai đoạn thứ hai là không dính mắc. So when we realize that these conditions are unreal, they are not real, therefore we do not become attached to them. Và không dính mắc thì bước qua giai đoạn số 3 là không sợ hãi. Không dính mắc là không ngăn ngại và không sợ hãi. Chúng tôi cho rằng cái chữ này chúng tôi để dành cho quý vị có tài sản tu hành, mà hình như quý vị không đào xới chỗ này. Sợ hãi là sao? Mà sẽ xa hẳn sợ hãi thì xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và mới đạt được cứu cánh Niết Bàn. Đôi khi ham quá muốn có cứu cánh Niết Bàn mà những giai đoạn giữa mình không thực hành tốt đẹp. So when we know that conditions are not real, we should not get attached to them. And then we come to the third stage, which means we have no fear. We need to understand this stage very carefully, and I'd like to help you to keep this idea of no fear as a heritage, as what you should as an inheritance, that we should avoid, stay away from illusions. Only then can we reach ultimate nirvana. Mời huynh đệ khác phát biểu chỗ này. Về cái đoạn từ chỗ quán được các pháp duyên hợp tánh không đến cứu cánh Niết Bàn, mỗi người trình bày về mình để từ đó chúng ta sẽ tiến tu có kết quả tốt đẹp. So here I'd like you to speak up your mind of this stage when we realize that all are empty. We realize the essence of emptiness of all phenomena, then we can reach the next stage, which is ultimate nirvana. If we understand this step very clearly, we can come to good success in our practice. Dạ mô Phật, kính thưa thầy, con nghĩ khi mà mình quán đến cái chỗ được là thấy tất cả các pháp đều không và như huyện đó, thì cái tâm mình tự nhiên nó là một cái sự rất là tự nhiên, là cái tâm mình mở ra và mình không có thấy cái gì để cho mình thấy sợ cả, tại vì không có cái gì để mình nắm bắt. Và trong cái giai đoạn quá trình mà đi đến được cái tuyệt điểm đó là không có sợ hãi, thì mình không có gì ngần ngại, thì đó là đạt đến cái tâm mà gọi là vô úy thí. Đó là một cái tâm chân thật. Cho nên nếu mà mình đạt được cái đó thì con thấy là những cái tuần tự của những cái bài kinh Bát Nhã đó là một cái sự hiển nhiên ạ. Dạ mô Phật. Mời
English. Dear Master, the way I see in the and contemplate in the Ultimate Wisdom Sutra, I would be able to see that if we be able to reach to the point that see all the phenomena are conditioned, created, and caused, and so they are empty. The emptiness of own phenomena make you would have nothing to attach, nothing to attend, and for that, you will have nothing to be afraid, nothing to be worried. It's free. That is the very normal progress, the very actual, very natural progress of the state of mind when you achieve it, and that is the emptiness which reached you to the perfect nirvana or ultimate nirvana. It is just there, you reach it, dear Master. Chúng tôi xin lặp lại để nhấn mạnh chữ sợ hãi. Chữ sợ hãi ở đây là gì? Là fear, ha? Là sao? Sự liên quan giữa cái mặt phiền não của mình và sự sợ hãi như thế nào? Quý vị chịu khó quán chiếu là tu nó mới sâu và mới đầy trí tuệ. Còn mình lướt qua là mình mất một cơ hội có trí tuệ trọn vẹn. So here, I want to stress the relationship between afflictions and fear. How do these two relate to each other? How do we get into the state of no fear? We need to understand this issue very clearly so we can come to complete success. Dạ mô Phật, con thấy là bởi vì khi mà mình như vậy rồi mình không có còn cái ego của mình nữa. Cái ego là một cái màng trắng rất là lớn, là cái bản ngã của mình là một màng trắng rất lớn mà nó làm cho mình rất là sợ, sợ bị thất bại, sợ bị mắng chửi, sợ bị coi thường, vân vân. Tức là những cái sợ đó nó tạo dựng lên trong cái mind của mình. Và khi mà mình thấy nó là huyễn, mọi cái phenomena và những cái things around mình nó, những cái đến và nó, mình không có bám chặt nữa, thì cái ego của mình nó là đi ngay lập tức. Thì cái đó là một trong những cái con đường để đi vào cửa của Đức Phật. Tức là cái tâm của mình nó được mở thoát. Còn nếu không thì mình vẫn đóng chặt. Dạ mô Phật. Dear Master, I would see that egoism is one of the door that shut us off from our Buddha mind. When we hearing things that blame us, blame or complain about us, the egoism in ourselves will rise up. And with that, you be afraid of being blamed. You be afraid of being looked down, you be afraid of being abnormal or no good to others. Those make our mind, Buddha mind, cloudy, and for that, your Buddha mind is gone at that moment, dear Master. À, chúng tôi đang cùng với đại chúng phân tích cái đoạn vì không có chỗ được. Lợi ích của cái trí tuệ bát nhã khi cho mình giai đoạn đầu thấy các pháp không thật. Mình không bám, có nghĩa là không có chỗ được. Và từ cái căn bản trong cái đoạn đó, để chúng ta được cuối cùng là đến Niết Bàn, thành Phật. Một cái đoạn rất ngắn. Mà nếu chúng ta bỏ qua thì trong khi dụng công mình cũng không thể thành tựu một cách trọn vẹn. Cái quan trọng, cái giá trị của đoạn quán chiếu này là như thế.
So here, we must understand that there is no attachment. And when we know that things are unreal, then we can let go of attachment. When we can let go of attachment, our mind is tranquil and we can reach the state of nirvana. We can reach the state of Buddhahood. This is the true value of our practice. Và sau khi mà mình đã không dính mắc, không chấp thật, không còn vô minh, khi tiếp xúc với tất cả pháp, tất cả cảnh, when we do not attach to phenomena, we can really erase the ignorance, and that is the main step here. That we do not attach to attachment, and we can let go of egotism, and we can let go and erase our ignorance. Thì cái người mà sơ cơ có thể tiến đến cứu cánh niết bàn. Còn người dụng công thuần thục thì ngay đó đang ở cảnh giới cứu cánh niết bàn và sống với diệu dụng của chân tâm. So, new practitioners knowing this well can improve the path to nirvana. And those who are advanced in their practice know how to live with the wonderful application of the true mind. Có nghĩa là người sơ cơ đang đi tìm Phật và đã gặp Phật, có thể gặp Phật khi thấy các pháp không thật. That means for new practitioners, they are on the path of looking for the Buddha, and it's very possible they will find the Buddha. Còn những huynh đệ tu thuần thục thì bao giờ cũng là sống với tâm Phật của mình để đối cảnh, không hề bị ngăn ngại. For those who are advanced in your practice, you can live with the Buddha mind all the time at the moment of contact with external objects, and there is no fear, no objections. Chúng tôi trình bày hết cái đoạn này đã. Và thưa đại chúng, tóm lại khi tìm Phật, bước một, nếu chúng ta còn là sơ cơ, chúng ta cũng có thể tìm Phật từ bên ngoài. Chúng ta nương tựa nơi hình tượng Phật để chúng ta cung kính, đảnh lễ và làm đệ tử học lời Phật dạy. So how do we find the Buddha? For the new practitioners, first of all, they can rely on the Buddhas outside of us, rely on statues, on sutras. So we learn the words that the Buddha teach us. We rely on the Buddha from outside, but we venerate the Buddha. We are respectful and we aim at learning the Buddha's teachings. Và có thể dù chưa biết dụng công, nhưng chúng ta nghĩ rằng mình là đệ tử Phật, thì mình không thể phiền não, không thể sân si. Block đi cái phiền não sân si vẫn là một đặc tính của con Phật, đặc tính của Phật. So when we are not advanced in our practice, but we know that we are disciples of the Buddha, we must know that we should not let afflictions, anger, and ignorance control us. We must
look for all the essence, all the characteristics of the Buddha and model ourselves on these characteristics. Còn nếu chúng ta nương tựa Phật để trở về học những lời Phật dạy, tìm hiểu để ứng dụng, thì chúng ta càng sâu sắc hơn nữa. Không dính mắc các pháp, vì các pháp đều vô thường, không thật. Để chúng ta giữ được cái tâm thanh tịnh giải thoát là tâm Phật của mình đang giao tiếp với mọi hoàn cảnh. So we rely on the Buddha in order to learn, and we apply the Buddha's teachings that there should not be attachment, because we know that phenomena are unreal, so we don't attach to them. We maintain a mind which is pure and tranquil, coming into liberations. That's what we should concentrate on. Chỉ cần tin rằng các pháp vô thường, giờ này chúng tôi cho rằng cái chân lý đó mọi người đều có thấy được. Nhất là trong hoàn cảnh hôm nay, kinh tế lên xuống rất bất thường, sức khỏe lên xuống rất bất thường, và mọi người có thể mới đoàn tụ rồi chia tay rất mau chóng. Thì chân lý vô thường nó đang hoạt động quá dữ dội, dễ giác ngộ lắm. Mà không biết mình giác ngộ chưa thôi à. So we need to understand and remember all the time that all phenomena are impermanent. Today, we can look at the state of the economy, of our health. We look around us and we see impermanence manifested everywhere. So we must understand this truth. The truth is, this is everything is impermanent in this life. We have to be awakened to this fact. Thưa đại chúng, xin hỏi, giữa những sự dao động như thế, người mà tu chân chánh sẽ dụng công như thế nào? Mà đó là trạng thái giác ngộ giải thoát. So when you look at all these turbulence in life, how do we practice so that we know that we are on the correct path that leads us to liberation, to awakening? Mời Phật, kính mời sư phụ. Thì lúc đó mình giống như ông chủ nhà, mình ngồi mình ngó vậy thôi chứ không có làm gì hết. Một Phật, dear honor master, to me that we are the owner, so we just look, that's all. Chúng tôi muốn dẫn chứng một thi kệ thi vị hơn, nhưng mà cái nào cũng được, nói bình dị hay thi vị cũng được. Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy như cỏ hạt sương đông. So here we are going to use a poem. It sounds very poetic, but the main thing is we understand the idea, poetic or not. But it says the fixity, the ups and downs of life are just like a dew on the winter's grass. It is just like dew on the blade of grass in the winter. Thật ra chúng tôi cũng xin trình bày trình độ tu tập của mình giai đoạn đầu. Mình cũng chưa trân trọng trọn vẹn đối với bài kệ đó. Dù của Thiền Sư Vạn Hạnh. So here, this poem is from Zen Master Vạn Hạnh. And at first, we do not truly appreciate this poem to its true value. Vì bài kệ còn nói nhiều về bản chất của cảnh là vô thường sanh diệt. Dù là mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, là một tâm bất động,
để nhìn các pháp. So firstly, this gatha talks about the true character of all phenomena. Nhưng đến hôm nay, ignore the ups and downs of life. Consider these ups and downs of life with no fear. Nhưng cho đến hôm nay, chúng tôi chân thành sám hối vì cái trình độ có hạn của mình vào giai đoạn trước. Phải là ông chủ bất động mới có thể mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi. Phải là có sự có mặt của ông chủ bất động, bất sanh bất diệt mới thấy được các pháp như thế. Dù Ngài không nói lên cái danh từ đó. So here, I have to do my repentance because I understand much more deeply now. So our patriarch did not talk too much about our owner. The owner here is always present. Our owner within us, the true mind, is birthless and deathless. And only when the true mind is not easily stirred that we can maintain this no fear state. If no fear state is when the owner is very calm, very tranquil, not moved, not easily moved. And this is the state of birthless and deathless of our true mind. Giai đoạn đầu, tất cả chúng ta giống nhau, còn vô minh, còn dính cảnh và còn phiền muộn, khổ đau. So in the first stage, we are all alike. We are still the victim of sufferings of ignorance. Đủ duyên lành, chúng ta không muốn phiền não nữa. Cho nên chúng ta hướng đến con đường tu tập để được giải thoát, an lạc. So when we do not want to suffer anymore, then we learn to practice. We practice the path that leads us to freedom, leads us to liberation and safety and tranquility. Cho nên có hai việc quan trọng phải làm cho mỗi chúng ta ngay bây giờ. Cái mặt phải là gương mặt trí tuệ an lạc của Phật, mà đó là mặt của mình. Mặt mình là mặt Phật. Trí tuệ an lạc trên gương mặt. So there are two jobs we have to do. First of all, observe your face. Our face must be the face of the Buddha. It is the face of wisdom. It is the face of tranquility, of joyfulness. That is the face of the Buddha. Our face must be the face of the Buddha. Vậy cái mặt mà nhăn nhó, cái tay chân làm hơi mạnh bạo, có phải trạng thái con Phật không? Không. Thì mình đừng có nói những cái điều rắc rối. Mình chỉ nói Phật, Phật để nhắc người đó chấn chỉnh lại. Buông đi phiền muộn trên mặt. Buông đi vô minh ở trong từng động tác ồn ào thô tháo. So we have to watch our face. When we pull a long face, our face shows anger, upsetting, or when we do actions that are gross, is that the state of a disciple of the Buddha? No, it is not. So we have to watch ourselves, and we have to remind ourselves all the time. We have to let go of ignorance. We have to let go of all the gross part of our behavior so that we can maintain the mind of the Buddha. Và có phải chỉ tu cái mặt không thôi không? Hay chỉ tu thân, miệng, ý ở ngoài không?
chủ yếu là tu cái tâm an lạc, trí tuệ, tỉnh là trí tuệ, an lạc là lặng. Còn cái tâm mà sân si không có an lạc được, nó phải lặng, nó mới an lạc. So when we practice, do we only watch our face? Do we only watch our body, speech and mind? No, not only that. But the essence is our mind. Our mind must be tranquil and joyful all the time. That is the mind of tranquility, of wisdom. That is the real true mind. Trong buổi học này, quý vị thấy chúng tôi phân tích đoạn trên, nhưng thật sự chúng tôi đang trình bày thiền rõ năm câu sẽ luôn luôn sống tự tại khắp nơi khắp chốn. Năm câu nào trong buổi học này quý vị đã nhận ra? So in these lessons we analyze the lesson, but actually we are talking about contemplating, meditating on the five sentences. So what five sentences are we contemplating on? Và chúng tôi cũng nói luôn, buổi học này cũng đang trình bày kinh xem ba bận, thì chân tâm luôn luôn hiện tiền. Mời đại chúng phát biểu. Khi nghe như vậy, chỗ nào mà mình nhận ra và chỗ nào là chỗ thực hành? We want to also add that reading the sutras for three times, then we reach our true mind. Our true mind will manifest. So how do we practice this? Bây giờ tập trung thiền rõ năm câu. Rõ có nghĩa là hiểu và thực hành tới nơi tới chốn. Năm câu nào trong buổi học này chúng ta đang cùng nhau nhắc nhở? So when we concentrate and we practice very correctly the five sentences, what five sentences are we dealing with right now? We must remind each other. Dạ mô Phật, con nghĩ rằng đó là chính là cái năm câu mà Ngài đã thốt lên ngay lúc đầu. Vậy mới hay, Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Vì quên gốc nên ta tìm Bụt. Giác ngộ rồi, Bụt chính là ta. Con nghĩ đó là cái sự nghiền ngẫm của Ngài khi Ngài đặt cái bài thơ này. Và bởi vì nó đã thấm sâu vô xương tủy của Ngài, trong tâm khảm của Ngài, cho nên đó là cái câu thiền năm câu mà Ngài đã sống. English. Dear Master, I would think that is just the five sentence that the Father King Trần Nhân Tông made when he started the poem. That was the very first five sentence. He found out that he himself been living constantly, instantly within that Buddha house, Buddha nature. Thus we know the Buddhas within our house. There's no need to look for him far away. Because we forget our roots, we look for the Buddhas, which means outside. Once awakened, we ourselves are Buddhas. Thì Ngài thấy một enough. Ở từ anh. Trong cái năm câu, quý vị có thể nói từng câu. Mời phát biểu. Khánh Trơn, con nhớ câu nào để thực hành trong lời của tổ dạy?
Nếu con chưa phát biểu, tôi đề nghị con thuộc lời của Thiền sư Vạn Hạnh: mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi. Thịnh suy là khen, là chê. Dạ mô Phật, thưa sư phụ, mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi. Thịnh suy như cỏ, hạt xương đông, hạt xương mùa đông ở trên cỏ. Hạt xương mùa đông, tức là cái bài thơ đó, hai câu thơ đó, đó. Khen chê nó không có thật. English, câu đó cho con, tặng cho con để con suy nghĩ mà con tu. Vì sự sợ hãi này nó liên quan tới bài kinh nào? Bát Nhã. Mà khi sợ hãi là có ngăn ngại và không có niết bàn, không có Phật tánh hiện lộ. Dearest Master, thịnh suy là khen chê sư phụ. Thịnh suy là chê khen. Đối đại đấy. Praise and blame, no fear. Quan trọng là con sẽ thực hành. And I will practice. Hẹn con tuần sau phải khác. Mời vị khác nếu muốn phát biểu. Một trình độ khác, chúng tôi nhắc tới Thiền sư Mãn Giác. Con trình bày Thiền sư Mãn Giác sẽ nhắc mình dụng công như thế nào. Đó là một trong những câu thiền đó, thiền ngữ đấy. Cái gì mà đi qua sân trước một nhành mai để con nhớ. Xuân đến trăm hoa nở. Xuân đến trăm hoa nở. Xuân đi trăm hoa tàn. Trăm hoa tàn. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước một nhành mai. Thì cái câu con đắc ý nhất là cái câu chót. Cái câu đêm qua sân trước một nhành mai. English. Don't tell the string gone or the flower gone. Câu thơ đó nó hay lắm, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình chưa có suy nghĩ sâu sắc trong việc dụng công. Mời cô Hằng Tâm dịch lại giùm. Xuân đến, trăm hoa sẽ nở. Mình thấy rõ lắm. So our patriarch Mãn Giác left with us a very beautiful gatha, a beautiful poem. Spring comes, hundreds of flowers bloom. Spring goes, hundreds of flowers wither. Xuân đi, trăm hoa sẽ rụng. Spring goes away. Hundreds of flowers wither. Some hundreds of flowers fall. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Right in front of our eyes, all matters go, all matters flow, and right now on our head, old age is approaching. Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết. Do not say that spring is gone, all the flowers are gone too. Đêm qua, sân trước, một cành mai. Last night, front yard, a branch of apricot blossoms. Đoạn trên nói về sự vô thường của hoa mùa xuân nở rồi tàn. So the first part of the poem talks about impermanence. We're talking about the impermanence of flowers in the spring. Sự vô thường của hoa chính là sự vô thường của cảnh
The impermanence of flowers is exactly the impermanence of all phenomena. Nhưng kế đến là sự vô thường của thân mình, của thân và của tâm, của mình và của mọi chúng sanh. And next, the impermanence of the body and mind, our own body and mind, and those of all sentient beings. Và hai câu chót. Thường thấy hoa rụng hết rồi thì mình nói, ôi thôi vô thường, đã không còn gì. Chúng ta hiểu như thế. Nhưng hôm nay là một thiền sinh thì mình biết vẫn còn cành hoa năm cũ, vẫn còn cái gốc của chân tâm bất sanh bất diệt, mặc cho cảnh vô thường của bên ngoài cho đến trong tâm của mình. So the last two sentences, when we see that the flowers fall from the branches, we know that this is impermanence and we think that there's nothing left. But no, there is one thing that is always there. It is always present, and that is the branch of apricot blossoms. That is the root of true mind. That is our true mind, which doesn't go through the cycles of impermanence. Hai câu chót rất là đạo lý sâu sắc mà chúng ta chỉ thưởng thức văn thơ của một phàm phu. Cho nên mình không thấy bên cạnh cái thi vị của thế gian nó có một cái sâu sắc của giải thoát trí tuệ. So when we read this poem, we think that it is so poetic because we are thinking in the mundane manner, but we forget that it has a very deep religious meaning. It is very deep because it expresses the root of wisdom. Xuân tàn thì hoa rụng, giống như các pháp, nó đều vô thường, nó đều đi qua trước mắt chúng ta. So when spring is gone and the flowers fall, these are just like all phenomena that go on right in front of our eyes. Chúng tôi xin nói trước một ý và sẽ trình bày sau. Đoạn này chính là đoạn yết đế của Kinh Bát Nhã. Giờ này đối với chúng tôi đó là một công án luôn luôn chúng tôi nhìn thấy mọi lúc mọi nơi. So here's an idea. So when we talk about the conclusion of this poem, we immediately relate to the Ultimate Wisdom Heart Sutra. It is a koan that we see everywhere and all the time. Đêm qua sân trước một cành mai. Chúng tôi biết câu này vào lúc mười mấy tuổi thôi. Ít nhất hôm nay câu này đã ôm 60 năm. Thưởng thức nó bằng tâm hồn phàm phu thi vị. So I knew about this poem last night. Front yard, a branch of apricot blossoms. When I read this for the first time at the age of 16, I have been carrying this idea in my mind for the past 60 years. And I think deeply about the meaning that our patriarch wants to impart. Nhưng câu cuối cùng mới là bản hùng ca giác ngộ. Và câu đó mọi người tự khám phá, không phải là chỗ khoe khoang bằng văn tự. And therefore, the last line is really a very strong poem, a very strong chant, and it expresses our level of awakening. And each one of us must understand this, not really understanding only on the language level,
but deep down in the philosophy that our patriarchs wants to express. Đêm qua sân trước một cành mai chính là tinh thần yết đế của kinh Bát Nhã. So last night, front yard, a branch of apricot blossoms expresses the spirit of gone beyond in the Heart Sutra. Và thiền phái Trúc Lâm hôm nay có cái bản hùng ca để hướng dẫn cho chúng ta không? And today, the Trúc Lâm Zen tradition has this beautiful poetic, a very beautiful, strong chant in order to guide us. 50 năm trước, Hòa Thượng, Sư Ông, Hòa Thượng Trúc Lâm, Thiền Sư Thích Thanh Từ, đơn độc, sướng lên bài, biết vọng không theo. So 50 years ago, our Trúc Lâm Grandmaster declared that knowing illusions, we don't follow them. Cũng như quốc sư vô nghiệp chỉ dùng ba chữ chớ vọng tưởng. It is just like the slogan of national teacher Vô Nghiệp: do not follow illusions. Nhưng do not condone illusions. Đệ tử của ngài hòa theo, có hòa được thành bản hùng ca hay không còn tùy nơi cái tâm tha thiết dụng công của mỗi người. But his students, did they succeed in creating a very strong chant in order to lead all other students? It depends on how we practice, what we learn, level of practice of each one of us. Những đứa con chân thật tu hành sẽ đạt được cái cuối cùng gọi là Bồ Đề Tát Bà Ha. Ôi Bồ Đề Niết Bàn Vô Thượng Hiện Tiền, chân tâm hiện tiền. So those who try to practice truthfully, seriously, will reach the state of ultimate nirvana. Just like the mantra says, O ultimate nirvana, which is present all the time. Từ năm 2002 về nhập thất, Hòa Thượng cho rằng sẽ nhập thất vĩnh viễn. Nhưng lòng từ bi, 2 năm sau, Thầy lại tạm ra thất để chỉ thêm một câu cho hàng đệ tử, chỉ dạy thêm một câu. From 2002, our grandmaster had a retreat and he planned to stay in retreat permanently. But after 2 years, with compassion, he exited the retreat in order to teach his students one more line. Thầy dạy chân tâm hiện tiền để kết thúc bài pháp cuối cùng. And he taught that true mind manifests in order to teach the last piece of the song. Vậy là chúng tôi đang lần lượt giới thiệu quý đại chúng 5 vị thiền sư để đại diện chư vị tổ sư đang từ bi giáo hóa, mà mình có phải là người chân thật tha thiết tu hành hay không thì đó là trách nhiệm của chính mình.
So, gradually, I introduced five Zen masters, five patriarchs, who have compassionately teach us, train us, so that we can reach the state of true happiness. It depends on us ourselves. How do we practice in order to reach the level that our teachers, our masters, and patriarchs are trying to lead us? It is our own responsibility to come to success. Đối với kinh xem ba bận, lần đầu xem trên văn tự thôi. So when we read a language three times, the first time, we pay attention to the language. Từ từ thắc mắc, chúng ta mới đi qua phân tích quán chiếu lời Phật dạy. So next, we slowly have questions and we analyze and we gain the true meaning of the teachings of the Buddha. Để cuối cùng chúng ta sẽ nhận được tri kiến Phật, cũng chính là chân tâm Phật tánh thường trụ của mỗi người. Lastly, we learn to receive the Buddha wisdom, that is recognizing the true mind, which is everlasting and everlasting and ever present. Kết thúc buổi học bằng bài chú Bát Nhã. Xin mời đại chúng cùng đọc với chúng tôi. To conclude the lesson, let us all read the mantra of the Heart Sutra. À, xin vừa đọc tiếng Việt vừa đọc tiếng Anh. Đọc tiếng Việt trọn vẹn một lần. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Và bây giờ bằng Anh ngữ để chúng ta có thể chia sẻ với những người ở tại Hoa Kỳ muốn học đạo, muốn học Bát Nhã. Gone beyond, gone completely beyond, O ultimate nirvana. Xin mời cô Hằng Tâm. Gone beyond, gone completely beyond, O ultimate nirvana. Xin kết thúc buổi học và xin tặng quý vị cái món quà có sẵn trước mặt. Người nào có tâm lành sẽ nhận được. Có sẵn quà gói rồi, một món quà nghĩa là muôn đời chờ đợi. À, xin chúc đại chúng ai cũng có niềm vui và chúng tôi nhìn được cái sự kết quả của quý vị qua gương mặt trước. Một gương mặt tỉnh sáng, an lạc. So to conclude the lesson, I would like to give you a gift, the gift of our face. Our face symbolizes our mind, which is tranquil, and this is the gift that has already been wrapped, and it is a joyful gift. And it shows on your face. So let us have the face that shows of a mind, tranquil and luminous mind. À, xin kính chào và cùng hồi hướng. Let us do meditation, dedication. May our merits and virtues benefit all sentient beings. May we and sentient
beings all achieve the Buddha way. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sáng lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thắp chánh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thắp chánh niệm xây nhà của ta.